hôm nay em và anh Ruby sẽ cùng nhau đi bắt rắn trong cái khu vực rừng này, tại vì nó sẽ có rất nhiều rắn. Vậy cho nên là lát nữa anh Nam sẽ cho các bạn thấy là cái khung cảnh rừng rậm nơi đây nó rất là hoang sơ. Nhờ hoang sơ như vậy thì rắn mới sinh sống nhiều, và em và anh sẽ cùng nhau bắt rắn và sẽ biến thành nhiều món ăn từ rắn hấp dẫn nha. Thì em có sợ rắn không? Cũng hơi sợ, nhưng mà ở đây chắc là rắn hiền đó mọi người. Bây giờ thì mình cùng Ruby và Trinh mình đi bắt một vài con rắn để về mình chế biến món ăn nha. Đi thôi. Thì hồi nãy giờ Ruby với bé Trinh đi tìm rắn mà bắt đó, nhưng mà hồi nãy giờ hai anh em chưa bắt được con nào hết nha. Ở đây thì nó rất là rộng và khó đi luôn. Bây giờ mình thử dòm trên cây thì tại vì rắn nó thường sinh sống ở trên cây nhiều hơn là trên hang. Trên cây hả? Dạ. Bây giờ thì vậy thôi, mọi người mời mọi người đi theo Ruby để mình lên cây tìm nha. Mọi người ơi, thì hồi nãy giờ hai đứa tìm mà không thấy con nào hết trơn á, chắc hôm nay thất thu rồi. Anh ơi, đây là mình á, bây giờ á chắc là nó không có bò lên cây để cho mình thấy đâu, mà nó sẽ trốn ở dưới này nè. Đây hả? Ừ. Vậy chắc trong đây hả? Mình bươi mấy cái này ra thử coi có nói không. Rồi, em xuất ra đây em bươi nè. Ủa, ở nhà bác em hay bươi mấy cái này hả chị? Trên hay là bắt ở trên cây? Vừa bươi ở hang rồi vừa bắt ở trên cây nữa. Nè. Ở trên cây á thì thường là buổi chiều. Lồng rất là to nha, chắc con chim quạ vậy mọi người. Ở trên cây á là buổi chiều bắt được, còn bây giờ là chắc là nó Thôi. Ủa, trên này giật xuống này. Cái này nè. Cầm này, cầm trên này giật xuống. Mà thấy rắn thì cũng vậy. Đó. À đi này, này. Không phải. Ê, cắn gì vậy trời? Để đập cái đầu nó. Ôi ghê quá, nó chạy mất một con rồi nha mọi người. Cắn này ăn được á. Yeah. Rồi, cho sọt đi. Đây, lấy cho. Đừng im, đừng có rơi lung tung. Sợ. Mở cái nắp ra. Được một con thành phẩm rồi. Từ. Đâu, đập đi. Ê. Tôi vô cần này nè. Đúng rồi. Đó là cho vô lòng đi. Đúng rồi. Rồi. Ghê quá. Được hai con nha mọi người. Mọi người ơi, thì hồi nãy giờ Ruby với bé Trinh mình đập được hai con rắn thôi nha. Ở đây thì bé Trinh nó có nhiều nhưng mà hai đứa đi thì không thấy nhiều chưa. Bây giờ thì hơi mệt nhưng mà mình cố gắng mình bắt thêm một hai con nữa mới về nha, chứ không có hai con nữa xíu thì ăn không đủ đâu. Đi Trinh nè. Nhìn lên trời á. Dòm dòm bên cây nè. Ôi nè. Từ từ. Đây. Trời ơi. Cỡ gọi qua đây. Bây giờ nó cắn nha. Cái cắn rồi. Mấy cái này. Loại rắn này là nó sống dai lắm. Anh lên mở cái nắp. Cho nên là chưa chắc gì nó đã chết nữa. Ồ. Oh. Ê, cái trời. Để lại cái con gầm sống nó tỉnh lại rồi. Để. Anh cầm lên đi. Ủa, nó tỉnh ghê á. Ai hôm nay thu hoạch khá quá nè. Ba con rồi. Mấy con rồi? Ba con. Đi. Ba con rồi.
Ở đây, 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 đây. Đi Trinh ơi. Nãy giờ con rắn mối hú hồn luôn. Tàn tàn chân sợ rắn đi bắt rắn. Gobi cũng bằng xong mấy con rắn rồi nha. Bây giờ mình để rửa sạch để đây. Rồi để mà làm cái món rắn nướng á, thì Gobi có chuẩn bị đây là sả nè, gừng, ớt, sa tế. Đó là những nguyên liệu chính. Còn nước mắm, đường bột ngọt thì mình ở đây. Bây giờ thì em canh sả đi. Anh sẽ gọt gừng. Cắt ra, băm nhuyễn nhuyễn ra để mình ớp vô con rắn. Gừng nha. Bây giờ chanh với chanh nó bầm xong rồi, Gobi cho vô đây. Tiếp theo thì mình cho nước mắm vô nha. Tiếp theo thì mình bỏ bột ngọt nha. Đường luôn chanh. Và đây là đường. Đường. Cho nữa. Rồi. Sa tế. Tiếp theo thì Gobi cho thêm một ít nước ốp nướng nha. Rồi, tiêu nữa. Tiêu đây. Thì mình cho nửa bịch hành ngũ dĩ hương vô nha. Rồi, để cho nó có màu vàng đẹp thì Gobi sẽ cho thêm một ít ớt bột. Rồi, chúng ta trộn đều hỗn hợp này lên để cho nó thấm nha. Tiếng nữa nha, bây giờ Gobi sẽ quấn vô cây tre để mình nướng nha. Để em lấy dây kẽm buộc ở đây nè. Trước tiên là chúng ta cho một cái dây kẽm như này để cố định. Thì Gobi cũng quấn con rắn vào cái tre xong rồi nha. Bây giờ cái phần nước ốp dư này thì lúc một hồi mình nướng á, thì mình sẽ quét vô thêm. Bây giờ thì cùng đi thôi. Đi, dạ. Đi Trinh. Thì hồi nãy lửa mọi người mình đốt cho nó ra than nha. Để mình nướng nó vàng chứ mình nướng lửa gọn là nó bị khét. Thì Gobi với Trinh nướng cũng chín rồi nha mọi người, nhìn nè. Trời ơi, thành phẩm nè mọi người. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Rồi, không cần phải giới thiệu ngon thì các bạn nhìn cũng biết rất cực kỳ ngon rồi đúng không? Bây giờ thì ăn thôi. Nó xé ra. Em rất là hào hứng để thưởng thức cái món này. Không, từ từ để anh gỡ từ bên đây đi.
Wow. Nó như cái lò xo nha. Tại đây. Vì hồi nãy mình đã quấn nó theo cái hình dạng lò xo. Wow. Nó rất là thơm, cái mùi mà thịt ướp á mọi người. Đã không mọi người? Rồi anh gỡ này ra nữa nha. Tiếp con thứ hai. Wow. Thơm ghê luôn á. Cái món này tên là gắn nướng lóc xoáy nha mọi người. Khi mà nướng xong á, cái con gắn nó xoáy xoáy rất là đẹp luôn. Đây. Gắn nướng lóc xoáy. Gắn nướng lóc xoáy. Hai món của hai anh em làm. Đây gắn nướng lóc xoáy. Mọi người nhìn á thì cũng biết là nó sẽ rất là cay. Tại vì á là tụi mình vừa bỏ ớt tươi, bỏ rất là nhiều sa tế và cộng ớt thêm bột ớt hột nữa. Thì nó cay nhưng mà cái vị cay đó nó sẽ át đi cái vị tanh. Bây giờ thì ăn thôi. Bắt đầu ăn nè. Wow, nhìn hấp dẫn nha mọi người. Rất là thơm luôn. Thịt gắn thì mọi người cũng biết cái đó nó rất là dai. Rất là ngọt. Hơi cay. Tại bị ớt nhiều sa tế và ớt á. Ăn nó sớ 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 nữa. Cực kỳ dai cay, luôn. Cay. Người xem nè. Ôi dày lắm. Ô bà nó. Mình ăn thì mình sẽ thấy mấy cái xương á. Của nó nè. Ngon quá. Thịt rất là dai luôn nha mọi người. Thôi mọi người ăn với Gobi nha. Nãy giờ ăn quá quên mời mọi người. Nó rất là thấm luôn. Rất là dài. Nếu mà có cơ hội á thì mọi người nên thử ăn thịt rắn một lần. Mọi người ở dưới quê á thì rắn rất là khẩu biến luôn. Còn Sài Gòn thì chỉ có quán nhậu thôi. Nhưng mà rắn ở quán nhậu thì nó không có tươi như là mình rắn mình bắt ở trong rừng ha. Mình ăn xương rượt đuôi nha, xương nó rất là mềm. Ngon quá. Thịt rắn này cái thịt ngon nhất luôn á mọi người. Không có thể diễn tả được luôn nha. Thôi rất là giòn luôn. Cái xương rất là giòn nha mọi người. Cái vị của nó á, mọi người biết không, nó giống như là con bò à. Nhưng mà kiểu như nó tươi hơn con bò á, tại vì cái này làm từ thịt tươi. Nó dai. Cô Bi nói là nó dai và nó cay nha mọi người. Đây là cô Bi đặt tên cho cái món này luôn, đó là gắn nướng lóc xoáy siêu cay. Thật là tuyệt vời. Dịp á thì mình cũng nên thử thịt rắn một lần, nhưng mà mấy bạn nên cẩn thận, tại vì là tụi mình là có kỹ thuật, tụi mình là có kỹ thuật bắt, tại mình ở dưới quê á. Còn nếu mà các bạn muốn ăn thì đi ra chợ mua nha, đừng không nên mình mạo hiểm, không nên đi vào rừng mạo hiểm bắt nha. Còn nếu như mà các bạn muốn bắt thì các bạn phải nắm chắc rõ, hoặc là mấy bạn có thể kêu một cái người mà chuyên môn đi theo mình. Chứ bắt không thì rất là nguy hiểm nha. Ngon quá. Đặc biệt của cái món này là thịt nó rất là dai và ngọt. Khi mình ướp nó cay á, vừa dai và ngọt vừa cay. Thịt nè. Hương nó. Mình ngay được luôn nha mọi người. Nó giòn. Không thể diễn tả được. Đáng nể mọi người. Tôi bị
nhưng cái công đoạn đi bắt nó hơi cực một tí xíu, nhưng mà vui nha, mình được trải nghiệm rất là nhiều cảm xúc của việc đi săn bắt trong rừng luôn. Còn đây là cái phần lóc xoáy này thì Gobi sẽ để lại cho bạn Nam nha. Cái cảm giác mà mình vừa đi bắt về rồi mình chế biến rồi mình quay lại cho mọi người xem á, Gobi rất là thích luôn. Nó rất là thú vị mọi người. Nó kiểu như là khi mà đi bắt thì mình vừa sợ, mình vừa hồi hộp, mà kiểu như là mình cũng vừa nôn nao á, là không biết là hôm nay thu hoạch được bao nhiêu, rồi mình có bắt được nó hay không, hay là nó khá là khó bắt á. Nhưng mà gắn này ở chỗ bé Trinh á thì rất là phổ biến nha. Ở đây thì có gắt gắt là dễ, rất là dễ bắt luôn, tại vì Gobi với Trinh cũng không chuyên lắm nên bắt được có 3 con thôi. Chứ còn người chuyên nghiệp á là người ta bắt, bắt đi bán rất là nhiều luôn. Người ta đem len theo, người ta đào á mọi người. Bắt là mấy chục ký á. Gắn này thì cái loài gắn này thì nó cũng hiền nên cũng rất là dễ bắt. Cái đây thì Gobi ốp nó hơi nhiều ớt á, nó hơi cay, mà đặc biệt là bởi ốp nhiều ớt á nên nó cay nên nó rất là ngon nha. Rất là dai luôn. Bây giờ ăn ngon quá không biết nói gì luôn các bạn. Thì ngon quá. Thì còn cái phần còn này Gobi để lại cho bạn như là để lại cho bạn Nam nha. Đáng lẽ là anh em tụi mình là muốn ăn luôn rồi đó. Nhưng mà thôi mà... để cho bạn Nam đi. Anh quay phim cực khổ. Tại vì cái này ăn ghiền luôn mọi người. Rất là ngon luôn, mọi người thử ăn một lần đi thì sẽ cảm nhận được cái vị ngon của thịt gắn, nó dai và nó cay và nó ngon như thế nào nha. Bây giờ thì Gobi cùng với bé Trinh cũng đã ăn xong. Clip thì cũng khá là dài rồi. Bây giờ Gobi với Trinh tạm thời dừng clip ở đây nha. Mọi người có thương Gobi thì mình ủng hộ cho kênh Gobi Vlog bằng cách là mình nhấn like, share và đăng ký để ủng hộ nha. Còn bây giờ thì Gobi và Trinh cảm ơn mọi người đã xem clip. Thì bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau nha. Bye bye.